Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tô màu sao cho đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với tô màu nhé các bạn.
Vậy là mình tô mà. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tô màu sao cho đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Thank you.